bây giờ là mấy anh em kêu tôi hướng dẫn chơi bộ môn này đúng không? Thì cái bộ môn quyết đấu vinh dự này á, để mà người chơi mới bắt đầu cái bộ môn quyết đấu vinh dự này thì mấy anh em sẽ hiểu gì? Thì trong đây là chơi cái bộ môn quyết đấu vinh dự này nó sẽ y chang như cái chế độ quýnh cờ, là gọi là chế độ TFT và liên minh điện thoại. Thì cái chế độ này mấy anh em vẫn đi 4 hệ là rừng ngày xưa nha, nó là 4 hệ rừng, tiên tập, ánh sáng và vong linh. Thì bây giờ nó bỏ thêm thần nữa, thì khi mà mấy anh em chơi thì mấy anh em ghép con tướng ra hai con thì ghép lên một con phẩm cao hơn, dạng giống như liên minh đó. Thì bên đây mấy anh em mở ra những con tướng giống nhau thì sẽ lên phẩm là từ gọi là sử thi rồi huyền thoại xong thần thoại. Đó, nó không lên y chang vậy thôi, mấy anh em nâng lên thôi. Nói chung là trong đây là nó sẽ cái phơm tướng của nó là y chang như ngoài kia về kỹ năng, về trang bị độc quyền. Thì trang bị độc quyền là khi mà mấy anh em mở lên càng cao thì nó sẽ lên càng nhiều thôi. Đấy. Đây là chế độ ban hành mà. Rồi ok, thì khi mấy anh em mở tướng đúng không thì nó sẽ có vật phẩm. Thì khi mà mấy anh em vật phẩm là nó có hai vật phẩm mua, đầu tiên vật phẩm tướng thì nó có ba loại. Loại đầu tiên là loại 18 này thì mấy anh em sẽ mở random nha, cái loại 18 này thì mấy anh em sẽ mở random 4 hệ. Còn cái loại 33 tiền này thì mấy anh em chỉ mở random độc nhất một hệ là mấy anh em chọn, ví dụ như tôi chọn cái rừng thì nó chỉ ra rừng thôi. Còn mấy anh em chọn mà cái random 18 tiền này thì mấy anh em ra ba hệ, y như là mấy anh em roll trong chế độ cờ TFT vậy, mấy anh em roll trên màn cờ nó có 5 ô thì nó sẽ ra 5 con ngẫu nhiên khác nhau. Đấy, còn mấy anh em chọn độc nhất thì nó chỉ ra rừng thôi, thì rừng nó sẽ random, ví dụ như nó có 8 con thì nó sẽ random là 3 trên 8 con đó nó sẽ ra ngẫu nhiên. Đấy, thì khi mấy anh em ra thì hai con ra ba con giống nhau thì nó sẽ lên là lên một con phẩm huyền thoại. Đó là ví dụ như tướng bây giờ thì nó sẽ là đang phẩm sử thi đúng không, nó sẽ là đang phẩm sử thi. Thì sử thi xong lên huyền thoại, thì lên huyền thoại xong là mấy anh em mở, bắt đầu mở vũ khí độc quyền rồi, rồi lên tới thăng thiên là mấy anh em mở cái cuối cùng nha. Và chơi cái này á, là mấy anh em tôi nói trước luôn, chơi cái này nó trong giai đoạn đầu á, mấy anh em chơi dưới giai đoạn dưới 800 điểm á thì mấy anh em chơi nó sẽ rất dễ, nhưng mà khi mà mấy anh em lên tới giai đoạn lên 800 rồi thì sẽ rất hạt. Và khi mà tôi nhấn mạnh luôn rồi, chơi mấy chơi cái chế độ này thì mấy anh em phải cần có một trái tim thiệt lực nha, một trái tim, một nghị lực, ví dụ là một cái máu hơn thua thiệt cao thì mấy anh em mới cân bằng được sức mạnh lận. Tại vì trong đây nó sẽ hên xui về tướng, tướng nó sẽ không có cố định bạn sẽ ra con nào hay là cửa hàng nó sẽ ra cái gì, nó random từ tướng cho tới trang bị. Rồi ok, đó là những cái cơ bản ha. Bây giờ tới những cái nâng cao nè. Đấy, bây giờ nâng cao thì vô bắt đầu trận nó sẽ cho mấy anh em những cái boost nha. Thì boost nó sẽ phân ra nhiều loại boost khác nhau, ví dụ như boost độc quyền. Là boost độc quyền là sao? Boost nó chỉ cho boost tập thể thôi, ví dụ như boost dành cho vong linh thì tôi đang chơi cái boost là boost chỉ dành cho là tướng rừng thôi, đó là boost độc quyền. Thì khi mà cái boost độc quyền này thì có những hệ nào, ví dụ như rừng thì có cái bình nước tĩnh tâm, ánh sáng thì có một bút ánh sáng, có hai bút ánh sáng, rồi vong linh có bút vong linh, rồi mang huyết nó cũng có mang huyết của bút luôn. Thì khi mà mấy anh em chơi bút á, mấy anh em lựa chọn theo lối chơi, cái lối chơi đánh nhanh thắng nhanh, rồi như là lỗi chọn tướng bên liên minh điện thoại đó, ví dụ như lỗi độc quyền của con tướng nó bên liên minh điện thoại thì bên rừng nó sẽ có lỗi Lycia, bên vong linh nó sẽ có lỗi Calodia, rồi lỗi Sivan là con sát thủ đó, rồi mang huyết hình như không có sao á, mang huyết có lỗi độc quyền tướng không ta, hình như không. Chỉ có rừng vong linh mới có hai lỗi độc quyền của tướng, còn lại thì không có mấy anh em. Rồi trận này có Lily May, đi Lily May thôi. Đấy, khi mà mấy anh em chọn lỗi ra hai con Lycia luôn à. Ai gì mà không mua kỳ quá. Game này khi mà nhiều lúc mấy anh em chơi á thì mấy anh em chọn lỗi cho phù hợp, ví dụ như cái con tướng á, ví dụ như anh em nào mà đang mê cái bộ rừng á, rừng nó thiên về hướng khống chế hồi năng lượng là Aden á, thì mấy anh em chọn những cái lỗi mà có hiệu ứng khống chế. Đấy, gây hiệu ứng khống chế cho cái địch, mấy anh em mới chọn đúng lỗi cho mấy anh em chơi là nó mạnh rồi. Còn có những ở còn trong mùa giải này thì không cần chọn lỗi nha, mùa này mấy anh em chỉ cần spam mang huyết là mấy anh em lên rank thôi. Mùa này nếu như mấy anh em không chơi lỗi độc quyền thì tất cả những lỗi khác đều chơi được, đều có thể chơi được bằng mang huyết. Nhìn riêng mùa này ngày xưa thì còn chơi thiếu lỗi tướng đây, ví dụ như đây là lỗi trang bị độc quyền nha, đây là lỗi độc quyền của tướng nè, lỗi độc quyền của tướng thì tướng nó chỉ boost cho một mình con nãy quên có thêm con bên pháp sư nữa, là con này là con pháp sư nha. Đây cái skill của nó đây mấy anh em, đây là skill của pháp sư đó, Kameyoko đó, thì skill của nó sẽ trưởng như vậy đó. Cái nào nó chửi một hơi chết ba con vậy, nó lên năng lượng kịp không vậy?
Rồi hên quá, tôi vẫn thắng. Rồi nãy quên ánh sáng có thêm con pháp sư nữa. Rồi đó, khi mà mấy anh em mua đủ tướng thì nó sẽ lên phẩm như thế này nha. Thì lên phẩm tướng này, lên phẩm huyền thoại đó mấy anh em cứ mua. Đó, thì cứ mua đủ chúng ta còn 3 con nữa để lên phẩm thần thoại. Đó, thì mấy anh em cứ làm đủ vậy là y chang vậy là lên nha. Cứ làm như giống trong video là được, làm giống như trong hướng dẫn là được. Nha. Đó. Đó là cách để mấy anh em sinh tồn trong cái sinh tồn trong những cái chế độ này. Ở thời điểm hiện tại thì theo bản thân tôi đánh giá là mang huyết là mạnh nhất. Mang huyết xong rồi tới rừng. Nhưng mà rừng thì mạnh về late game, đầu game rừng nó hơi mềm mấy anh em ạ. Đầu game rừng nó hơi mềm, nó mạnh về late game hơn, nó thiên về late game hơn. Cho nên là khi mà mấy anh em chơi, mấy anh em phải hiểu được cái cốt đồ hình của nó. Meta tướng cái này có nép tướng rồi có thay đổi chỉ số sức mạnh nhiều, nói chung là giống y chang như cờ. Mấy anh em nào mà đã chơi Auto Chess của Dota hoặc là chơi TFT của Liên Minh Điện Thoại rồi thì cái này nó y chang. Vong Linh Lucid thì nó mới vô thôi, nhưng mà Vong Linh nó cũng hên xui lắm. Vong Linh mà mấy anh em không ra được cái sợi dây chuyền mà bắt đầu trận thi triển kỹ năng luôn thì cũng lỏ lắm mấy anh em, là tại bên Vong Linh nó không có lên mana được. Vong Linh toàn là tướng ao e không à, trừ kêu nó toàn là diện động không à, nhưng mà khổ cái là nó không lên mana, cái điểm yếu nó là nó lên mana lâu lắm, nó dễ bị counter Lilimay bởi Lilimay hoặc là đội hình sốc sát thương. Nói chung là gặp Vong Linh mà mấy ông gặp rừng là coi như là bố gặp con vậy, như mà T1 gặp Genji á. Đó, gặp Vong Linh là rừng là counter cứng Vong Linh luôn. Còn một mẹo nhỏ nữa là có một cái bút, xem lấy cái bút gì ngon trước khi mua, chọn ba dòng trên có dòng dưới xua chọn chưa thể chứ. Trời ơi, cái đó mẹ, cái đó thì nó lỏ quá, cái đó thì nó còn hên xui nữa. Tăng 150 rồi tấn công 5 giây. Cái này được này. Cái này nó phù hợp với Lily May. À, ví dụ như hiện tại là tôi đang bắt đầu tôi lỏ rồi đó. Tôi quay mà không ra tướng tôi bắt đầu tôi thấy triệu chứng lỏ rồi đó. Các hệ nữa chứ. Không, cái hệ là phải nói đúng mấy anh em. Game nó có cơ chế các hệ đàng hoàng, không nói mất công kêu mẹ ông này không chơi game chị ẩu nữa. Trời mẹ, game trong này nó có các hệ đàng hoàng nó mới nội. Nè, game trong này nó có khắc hệ đàng hoàng nha mấy ní nè, game trong này nó có ghi nè, đó là Vong Linh là khắc ánh sáng là khắc mang huyết là khắc rừng, rừng là khắc Vong Linh. Trời ơi, có khắc hệ đàng hoàng, mình làm nội dung đàng hoàng cho mấy em. Không, ánh sáng mạnh lắm, ánh sáng mấy em chơi lỗi, ánh sáng lỗi mấy em, nói chung là không có đội nào yếu, chỉ có người chơi yếu thôi. Không có lỗi nào yếu hết, chỉ có người chơi yếu. Không. Không có lỗi nào lỏ hết, chỉ có người chơi là người lỏ thôi nha. Không có người chơi lỏ, đâu lộn, không có bài lỏ, chỉ có người chơi lỏ thôi mấy anh em. Tụi nó có đúng không? Ở trong Lily May đá tôi luôn kìa. Rồi thôi, mày đá tao, mày đá Lily May của tao thì mày ăn gươm. Ăn gươm, gươm lại. Rồi, bắn cung. Trời ơi, mẹ con buông ngành luôn mấy anh em ơi. Rồi mình chỉ nó hồi máu hơi nhiều nha. Sao tôi giống tôi thua quá vậy? Quăng một gạch vô đặt ba con sau. Ồ, mình không có hồi máu mấy nè. Mình kia nó có hồi máu. À, ngoài cơ cấu mà không có lỗi yếu gì cái lỗi cơ cấu luôn. À, có một xấu à. Ủa, Á Đình lên luôn đủ luôn rồi. 12. Nhưng mà Á Đình hả? 1, 2, 3, 4, 5. Đủ không chưa hồi máu có sao không ta? Can't stop.
chơi lỗi này mình chơi gươm mà mình không chơi hồi máu hả? Lì kỳ lạ không ta? Mình có bị cấm không ta? Tao like là lúc 10 giờ mà, giờ sáng nào cũng like 10 giờ mà. Mình có nhất thiết phải gươm không? Còn nếu như mà sau này không cần gươm thì gươm. Nhưng mà vẫn phải mua gươm ấy nè. Thấy con gươm mà nó còn yếu quá. À, mình đi cái này nó có sẵn hồi máu rồi. Đây nè, như là mình chơi cái lỗi này là mang huyết nó sẽ cắt rừng nè. Đó. Đây là mang huyết nó sẽ cắt rừng. Đấy. À, trận này mình có khả năng thua mấy anh em, nhưng bên kia toàn sử thi mà mình vẫn có thể thắng được. Lily May của mình nó đá đẹp và thắng được mọi người. Đấy. Đó, như trường hợp này là mang huyết nó cắt rừng đó, nhưng mình ao trình đó mấy anh em hiểu không? Biết ao trình hay không nữa, hay gáy sớm nó vô thua nữa. Nhưng mà chơi chế độ này hay. Máu lên. Đúng rồi. Bay đi Lily May. Bay đi. Tôi cảm giác con Lily May của tôi cờ rít yếu ghê nhờ. Không đỏ rồi mà cờ rít yếu ghê nhờ. À, lại ngưỡng máu tử luôn. Lúc nào cũng đang trong giai đoạn ngưỡng máu tử. Tăng 30 cấp tốc cho bản thân và đồng minh trong vòng vi 2 ô tiếp theo tần suất 5 giây một lần. Chỉ 5 giây đồng minh nhận uống có lợi, chỉ nhận 75 uống có lợi trong kỹ năng này tiếp theo. Tăng cấp tốc à. Ngon lắm. Thôi dịu về nhà. Trụ nổi không ta, sống được không ta? Cút rồi hả? Thấy không lên là thấy cút rồi đã. Chưa mấy anh em, chưa. Vẫn chưa. Cứ bình tĩnh mấy anh em, cứ bình tĩnh. Ồ, để Lily May lên đầu cũng ghê vậy. Lily May mình có đồ mà nó hai sử thi. Ôi trời ơi, cái gì mà có giáp luôn gì ông nội ơi. Trời chịu luôn, rồi nó gom 5 con luôn. Hồi máu kịp mà không kịp luôn. Trời ơi, má vô cầm cái giáp luôn, miễn nhiễm sát thương luôn mà. Bạn chơi gì sao chơi. Trời ơi, hồi máu kịp không? Bình hồi máu bình thường không kịp không? Họ nó văng mấy 5 con luôn. Họ đi luôn. Trời ơi, má ơi, vô thấy ngay rong bên kia cầm nguyên muốn đồ rớt xuống rồi tôi thấy mệt rồi. Đó bài học đầu tiên. Đó, bài học đầu tiên trong clip hướng dẫn này là nghị lực. Thua kiểu này thì tôi bày kiểu khác. Đấy. Thua kiểu này thì tôi bày lại kiểu khác. Đấy. Đi. Quá lực mấy anh em ơi. Rồi ok, làm lại trận khác. Đó. Vậy thôi. Hướng dẫn cơ bản cho mấy anh em, còn mấy anh em quýnh là chuyện của mấy anh em, còn tôi quýnh là vẫn thua là thường nhiên. Còn kêu mấy anh em vẫn nói ông này cũng vô hướng dẫn mà vô này cũng thua cũng gà vậy. Cái này nó là game hên xui nha, nó là game hên xui.